mình có gì hay mình quay lại chia sẻ cho các bạn xem. Mình tới H3 rồi các bạn. H3 để mình vô gửi xe các bạn. Giờ bắt đầu mình vô H3 các bạn. Mình mới mua vé là một người lớn là 50.000, còn trẻ em là 30.000 nha các bạn. Hai bên đây là rừng thôi. Khu du lịch này cũng mới mở đây thôi các bạn, cũng chưa có lâu. Mình vô chỗ mình đi tham quan thác này kia nọ. Có xe điện kìa, không biết có mình phải mua vé không. Giờ mình đi mua ít bánh với mua trái cây các bạn. Đây mình vô ăn chơi. Có xe điện à, không biết xe này đâu có cửa đâu mà sang xe mới làm đâu, không có sợ lỏng luôn, chống lơ luôn, leo lên nó cứ quay, nó tới nó quành luôn, nhầu lên em sợ lắm. Giờ bắt đầu mình vô xe điện, đi xe điện vô H3 các bạn. Xe là do mình cảm giác thôi nha. Nhà có xe, căn nhà một tiếng. Mà biết khi đi đó em không bao giờ. Ủa thì cho người ta đi, cho chúng em đi. Chúng không có công việc thôi. Đi về đó đi đầu đi. Bắt đầu mình vô H3. Video 17 phút thôi. 17 phút 10 giây thôi. Hai bên toàn là rừng thôi các bạn. Đó. Đã không? À. Mấy năm nay mình đâu đi, mình nghĩ là biết người. Wow. Ai ngờ mà vui dữ hay sao? Ai ngờ mà vui hay sao? Wow. Đẹp quá. Google mấy vậy? 9 năm. Anh ở ngoài kia hình như có chỗ nó thuê khách sạn, thử lại thôi. Má ơi. Chị đi ở đây nó có tầm khoảng đêm khoảng hơn 10 người thôi. Hai bên rừng thôi các bạn. Rồi có dịch vụ cắm trại qua đêm rồi. À. Công ty nào đổ thông một cái này nữa rồi. Dạ, công ty rừng. Ở đây thuê một phòng hai giường với là đa số ở đây là nó tới nó thuê lều trại rồi cắm trại rồi tối đất lửa. Rồi mình đã tới H3 rồi các bạn. Đây. Ồ cây si rồi. Ờ đúng rồi cây si đúng rồi. Quá wow, trời. À, cây tất cả là màu tím hết kìa, ghế cũng màu tím kìa. Wow. Cây si bự quá. Khu du lịch sinh thái nè. Đẹp quá. Chỗ đó chìm ra. Wow. Rồi đã tới H3 rồi các bạn ơi. Ôi. Mình mới đi xe điện vô các bạn. Giờ mình đi vô thác. Wow, thác
Tới thác Bà rồi các bạn. Xung quanh đây là có nước với đá cục to thôi các bạn. Ở đây người ta chủ yếu là nghỉ ngơi, người ta ăn uống, người ta ngắm cảnh, tắm rồi các bạn. Người ta tắm quá trời luôn. Đi, đừng có đi. Đây là đá cục to không các bạn. Mình lên kia mình quay cái thác cho các bạn xem nha. Đây nhiều người vô đây ta tắm rồi ta ăn uống đủ thứ các kiểu các bạn. Các bạn nào mà đi đông á thì các bạn đi vào đây mua đồ vô đây ta ăn. Có cái thác trước đó đẹp lắm các bạn, chút đó mình quay cho các bạn xem. Đây là gần rừng nguyên thủy luôn các bạn. Trong rừng này người ta phát hiện ra cái thác nào bắt đầu người ta làm khu du lịch luôn các bạn. Đó, có cái thác trên đó các bạn. Đó. Bên này mấy gốc cây người ta ngồi ta ăn uống tắm rồi mình đi đi để tìm đường lên cái thác đó các bạn. Vậy đó lẳng lẽ không cho mình lên quay cái thác đó các bạn. Mình xin chú bảo vệ đó, chú bảo vệ kêu quay rồi xuống liền. Giờ mình đi qua bên kia mình quay cái thác cho các bạn xem nha. Đường rất là khó đi nha các bạn. Thác cục to không à. Nè. Mình đi mà mém té mấy lần luôn á. Trong này có cái hang. Đây. Đó. Mới chú vậy đó, xin chú vậy đó, chú cũng vậy đó mới cho các bạn. Rất là nguy hiểm các bạn. Ây da. Wow. Thác đó các bạn, thấy không? Chú vậy mình xin chú vậy đó mới cho các bạn. Chứ mà chú vậy không cho ra đây đâu. Nguy hiểm lắm. Đó. Người ta tắm ăn uống với đó rất là nhiều. Đó. Ở đây người đây không cho tắm nha các bạn. Đang nguy hiểm. Đó. Khá các bạn. Rất là đẹp. Wow. Đổ mồ hôi hết các bạn. Nắng quá. Đây trong giữa rừng các bạn, người ta phát hiện ra có cái thác á. Chẳng là người ta làm khu du lịch luôn. À, nước trắng xóa luôn. Này đá trơn lắm các bạn, đi lên không được đâu. Nguy hiểm lắm. Mình đi tới đứng ở đây mình quay cho các bạn xem thôi. Đó, đá to ghê không? Rất là khó đi nha các bạn. Đá cục nó to mà nó trơn lắm các bạn, không phải là nó bám giày bám dép mình đi được đâu. Nó trơn lắm. Kiểu như nước nó chảy thường xuyên rồi đá nó mòn á, trơn á. Thế là đứng đây quay được thôi các bạn. Đá to ghê không? Ở trong đó người ta ăn uống, người ta tắm các bạn. Mình không có đem đồ theo, mình không có tắm được. Yeah.
nước cực kỳ mát luôn các bạn, nước cực kỳ trong luôn. Máy mình chống nước mà mình không có quay xuống chống nước các bạn, mình quay ở trên thôi. Rất nhiều người tắm các bạn, nước mát lắm. Mình mà có đem đồ theo là mình tắm cho nó mát. Mình quay để mình chia sẻ cho các bạn, các bạn nào đến thì các bạn đem đồ, đem đồ tắm theo, đồ ăn theo, rồi đem bạc liều theo, mình trải ra mình ăn mình nghỉ các kiểu. Giống ở đây là khu sinh thái các bạn. Hôm nay ta ăn nhậu quá trời. Bắt đầu giờ mình ngồi đây mình nghỉ các bạn. Ngồi mình ăn, mua đồ ăn vô đây mình ngồi ăn chơi các bạn. Đang ngồi dưới thác các bạn. Đó. Đây là đi một nhóm là rất là vui các bạn. Đây đem đồ ăn đây nướng. Đó. Xung quanh này ta ngồi ta chuẩn bị ta nướng gà ta ăn rồi ta tắm các bạn. Chia sẻ buổi trưa mình ăn chơi các bạn. À, gồm có là xoài nè các bạn. Với cơm cháy. Ăn giấy, nước đá. Ngồi đây mình nghỉ mệt xong rồi chút xíu nữa mình đi điểm khác nữa. Mình chia sẻ, rồi mình chia sẻ điểm đó ở đâu mình sẽ chia sẻ sau nha các bạn. Các bạn hãy theo dõi kênh của mình và hãy đăng ký kênh mình để theo dõi mình đi đâu và mình sẽ chia sẻ các bạn chỗ đó. Các bạn thấy mình có cực khổ không? Có thấy mình có cực khổ quá, có thương mình thì cho mình một like, một chia sẻ các bạn, một đăng ký kênh các bạn. Vậy là mình quá quý rồi. Mình chia sẻ để những điểm các bạn muốn đến này các bạn chuẩn bị, các bạn xem và các bạn chuẩn bị những gì theo các bạn tới đây, các bạn phải mua ở gần đây, nhiều khi ở trong đây không có bán những thứ đó các bạn. Bạn hãy mình chuẩn bị trước đồ ở nhà, không đến đây mình khỏi phải thiếu cái gì hết. Giờ này giờ trời nắng đó các bạn, người ta vô rất đông. Người ta vô đây là chủ yếu người ta tắm xong người ta lên ta ăn, giống như đi biển. Mà nhưng ở đây có một cái là cây cối nhiều nó mát. Ở đây là trong rừng thiên nhiên nha các bạn. Rừng nguyên sinh luôn các bạn. Rừng già không phải là rừng lâu năm á. Giờ các bạn hãy theo dõi tiếp nữa mình đi đâu nha các bạn. Giờ mình đi quay một vòng nữa. Quay một vòng nữa cho các bạn xem. Xong rồi mình đi ra. Mình còn nhiều điểm mình không có ở đây đâu lâu được. Quay cho các bạn xem một vòng nha. Xong rồi mình đi ra luôn. Đây là mình đem liều đem bạc theo các bạn. Xong rồi mình tới đây mình bày ra mình ăn uống. Giờ mình đi ra lại ngay các bạn. Xong rồi mình còn điểm nào nữa các bạn hãy theo dõi mình chia sẻ các bạn điểm nào mới hơn nữa. Giờ mình không còn thời gian mình ở đây lâu nữa. Nhiều người tắm à. Đi không cẩn thận là té liền đó các bạn. Quá trời người tắm luôn.
đầu mình qua thác, mình đi qua bên bờ bên kia lại các bạn. Coi mấy mấy chị phụ nữ qua thác. Thác này các bạn. Có mấy em nhỏ đang tắm. Giờ mình khó đi quá các bạn ơi. Giờ mình đi lên lại cổng nha các bạn. Đó là mình đi điểm khác. Giờ mình đi ra nha các bạn. Mình ra xe, đi xe điện ra. Giờ mình đi ra lại các bạn ơi. Tôi vừa gặp lại. Thôi nhưng mà chơi là ok lắm. Rồi. Rồi ghé nhà cũng mới chơi xíu rồi. Cháu ngoại, cháu nội, cháu không nổi. Dạ, chúng mình vừa trong thác bà đi ra các bạn. Nhà mình đi lấy xe mình đi qua điểm khác nữa nha. Cũng đông lắm các bạn, toàn du lịch không à. Giờ mình trong vừa thác bà đi ra các bạn, giờ mình đi ra quốc lộ 55 các bạn. Giờ mình đi lên Tà Bao nha các bạn.